Hello hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Linh Andy. Và đây là tường mới Lady Perona anh em nhé. Ôi, ngon lành cái nào luôn anh em, không thể tin được nha. Nó vẫn có một tí gì đấy ma mị và liên quan đến Halloween một tí anh em ạ. Mặc dù là sự kiện Halloween thì cũng đã kết thúc rồi. Hôm nay đã là 31 rồi, nhưng mà tường mới của chúng ta thì em Lady Perona này vẫn có tí hai con ma, đúng không? Hai con đúng không nhỉ? Hai con ma này. Ô, thêm một con gấu bông đeo khẩu trang nữa. Đấy thì hôm qua mình cũng đã có làm cái video là dự đoán tướng mới, thì trong đấy mình còn đoán là top 1 mà cái khả năng dễ ra nhất đó chính là em Perona phiên bản Halloween, thứ hai nữa đó chính là Brook, thứ ba là Nami và thứ tư là Uta. Đấy thì chẳng biết là có bạn nào nhỉ, hình như là bạn Minh Giang 1234 có comment bảo là uầy ông không biết gì thì câm mồm mà đi, dự đoán gì kiểu gì đấy. Vừa ra tướng Ace Burst Halloween rồi, bây giờ chẳng nhẽ lại ra thêm một vị tướng nữa Halloween. Thì dự đoán thì không biết chắc chắn thì mới dự đoán đấy, nhưng mà cuối cùng thì mình lại dự đoán đúng anh em ạ. Thì có vị tướng Perona rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem qua một chút về ngoại hình, sau đấy thì vào bộ kỹ năng anh em nhé. Rất tiếc là mình chưa có ngoại hình ở in game, bởi vì ở thời điểm hiện tại khi mà game cập nhật ấy thì chúng ta có thể xem trước được cái hình ảnh. Nếu như anh em nào muốn xem thì có thể vào phần tướng này, sau đó click vào phần thông tin và bên hệ nhanh nhẹn là sẽ có vị tướng Lady Perona nha anh em. Đây là một vị tướng hỗ trợ tuyệt vời quá. Để mình xem bộ kỹ năng mình vẽ ra ngày hôm qua. Hôm qua thì mình cũng có dự đoán từng vị tướng, sau đấy cũng có vẽ ra những cái bộ kỹ năng. Thì mình vẫn nhớ là mình vẽ bộ kỹ năng của Perona là có thêm một chút hiệu ứng liên quan đến khống chế giảm sát thương các kiểu. Để mình xem thực sự bộ kỹ năng của nó như thế nào nha anh em ơi. Đầu tiên là quả nộ này, tên là Quý Cô Thanh Lịch luôn, đúng cái tên là Lady đấy. Tăng toàn bộ đội 30% máu tối đa, duy trì trong vòng 2 lượt. Sau đó tấn công toàn bộ kẻ địch, gây sát thương 500% công hiện tại của tướng có công cao nhất phe ta. Căng vậy. Kèm 85% cơ hội gây nhụt chí mục tiêu, duy trì trong vòng 2 lượt. Nhụt chí là giảm 75% tốc độ hồi nộ và tăng 35% sát thương phải nhận. Ui, mạnh thế. Đây nhá, đầu tiên là tăng toàn đội 30% máu tối đa. Cái này đã cực kỳ là khủng khiếp rồi. Khi mà ở thời điểm hiện tại chúng ta có những cái vị tướng đánh bằng sát thương chuẩn thì nó sẽ bỏ qua giáp và nó đánh thẳng vào máu. Thế mà bây giờ Perona này lại có thể là tăng thêm 30% máu tối đa nữa thì sẽ bớt lo lắng hơn với những vị tướng mà gây sát thương chuẩn anh em nhé. Sau đó tấn công toàn bộ kẻ địch này, gây sát thương bằng 500% công hiện tại của tướng có công cao nhất phê ta. Uầy, thế thì ngon này. Để mình xem nào, lâu lắm rồi mình cũng quên mất bộ kỹ năng của Boalilip rồi, có phải thế không ta? Tăng 40% công toàn đội, sau đó tấn công toàn bộ kẻ địch 2 lần, mỗi lần gây sát thương bằng 300% công. Em nào nhỉ? Hay là em Pudding nhỉ? Mình nhầm em Pudding thì phải. Để mình xem nào, em Pudding là hệ gì ta? Nhanh nhẹn, Sira, Reju, các kiểu. Ủa, Pudding là hệ gì nhỉ? Hay là thông minh ta? Để mình xem, đây, Pudding bể bơi đây này. Tấn công tất cả cái địch 2 lần. Ủa ơi. Vãi cả trưởng luôn ạ. Em Pudding bể bơi thì mới gây sát thương bằng 250% công hiện tại của tướng có công cao nhất phe ta. À nhưng mà em này tấn công 2 lần đấy anh em ạ. Ừ, căng chưa? Đấy, một skill cực kỳ khủng khiếp nha anh em. Đây là tướng Pudding nha. Thế mà bây giờ chúng ta đã có xuất hiện ở em Lady Perona rồi. Hy vọng là tuần trước thì đã ra Ace Burst ở Limited rồi. Và em Perona này không phải là Limited nữa, tướng thường thôi. Cái này có 85% gây nhụt chí nữa. Ôi, vai, tuyệt vời anh em ơi. Đây là một vị tướng mình hứa hẹn chắc chắn là sẽ cực kỳ mạnh và sẽ được ưa chuộng anh em nhá. Ôi, phải lấy thôi. Bị động, tăng bản thân 30% máu này, 70% kháng xuyên thủ này, 70% miễn chống và 30% sát thương chuẩn. Có 50 nộ, 60% miễn sát thương chuẩn. Ồ, tuyệt vời luôn anh em. Khắc chế ở meta sát thương chuẩn luôn này. Đánh thường tấn công toàn bộ kẻ địch, gây sát thương 250% công hiện tại của tướng có công. Ủa, đánh thường của nó cũng kinh ý. Dã man thật. Được đấy nhở. Và đây cái skill này anh em có thể nhìn thấy là một nửa là Mihawk, một nửa là Perona này. Cặp đôi hoàn hảo luôn anh em. Bị động là đầu trận đấu, bản thân và đồng đội tốc cao nhất, nhận hiệu quả ẩn thân và giảm 60% sát thương cuối lượt. Ủa, vai giảm 60% sát thương cuối lượt, tức là khắc chế vào Ace Burst rồi. Ẩn thân là không thể bị chọn là mục tiêu luôn nha. Ủa ôi, mạnh thế nhở. Perona mạnh thực sự anh em ạ. Ngoại trừ sát thương đơn mục tiêu, hiệu quả này
vô hiệu nếu bản thân là người còn sống duy nhất hoặc toàn bộ các tướng thành viên cùng phe có trạng thái này. Trời, mạnh vậy. Dã man nhỉ, mình không ngờ một vị tướng hỗ trợ mà nó có cái bộ kỹ năng lại đỉnh cao như thế anh em ạ. Tiếp theo này, Horohoronomi hình con ma luôn anh em. Bi động là đầu mỗi hiệp, xóa từ 1 đến 2 hiệu ứng bất tử ngẫu nhiên toàn phe địch. Uầy, vai cả trưởng tướng này. Các chế cứng ở Acerberus luôn á. Rồi sau đó tăng 35% chí mạng, 70% sát thương chí mạng toàn đội. Bây giờ những cái vị tướng nào mà có khả năng bất tử thì chắc chắn là Emperona này có thể khắc chế cực kỳ ngon lành cành đào nha. Trời ơi, thế này thì Perona bá đạo quá anh em ạ. Bắt buộc là chúng ta phải sở hữu thôi. Nếu như mà không sở hữu thì lại thọt thần thon rồi. Và đặc biệt nữa là con áp của mình nha, hiện tại đang build theo hướng Karasu, Bartolomeo, Lady Perona. Thì ba em tướng này nó đều ở bên hệ nhanh nhẹn cả anh em nhé. Thì khi mà mình chiêu mộ hệ nhanh nhẹn nó cứ phải gọi là tuyệt cả là vời luôn. Thế thì ngày mai lại all in vào hệ nhanh nhẹn rồi anh em. Đây này, cứ thế mà chơi thôi anh em nhé. Uầy, thế thì ở trong túi đồ của mình để mình xem còn những cái gì nào. 308 cốc bia vàng, 154 thùng bia. Rồi luôn, 978 xu may mắn anh em nhé. Để mình xem nào. Ôi chết rồi, hồn hải tặc của mình thì cũng cạn kiệt rồi. Nhưng mình cũng đã tích lũy được một số cái giấy thách đấu nhất định rồi. Nếu cần thiết thì mình sẽ có thể là auto chiến trường để có thể là kiếm thêm kim cương các kiểu. Mua tài nguyên nhà kim cương của mình thì cũng tích lũy từ tuần trước đến bây giờ là có 15.600 kim cương rồi anh em. Thì ngày mai khi mà ra những cái sự kiện thì sẽ có thể là all in kim cương tất tần tật tài nguyên để mình rước về Emperona Lady review cho anh em nhá. Bởi vì thực sự luôn là Emperona nó quá mạnh luôn ấy. Không thể tin được. Trời ơi, đến mình cũng bất ngờ luôn anh em. Đấy, có nhiều anh em không ngờ là sẽ ra thêm một vị tướng nữa đúng không? Perona này thì nhìn thì vẫn rất chi là Halloween anh em nhé. Nếu như anh em nào mà bảo đây không phải là tạo hình Halloween thì mình cũng chịu luôn đấy. Mà mẽn các kiểu này, rồi thì nón phù thủy này, váy vóc các kiểu này, hoa hòe hoa sói này, rất chi là Halloween đấy chứ. Thế cho nên là lần sau nếu như mà chưa biết chắc chắn gì thì một số bạn đừng chửi mình nhá. Đấy, bởi vì mình lại đoán đúng cái này. Ơi giời ạ, ảo ma Canada thực sự luôn anh em nhá. À, thế thì để mình xem đội hình ở thời điểm hiện tại có thể build Emperona như thế nào nào. Chắc là mình sẽ bỏ Ozuki Hiyori đi nhở. Nếu như mà nhưng mà bỏ đi thì cũng chưa được lắm nhở. Bây giờ hay là bỏ Kuu Karasu đi anh em ạ. Karasu có sát thương chuẩn này, bỏ được không nhỉ? Cái này là mình phải tính toán một tí này. Bởi vì là Emperona tướng thường chắc chắn là sẽ nhiều bạn có này. Công cao nhất của tướng Veta thì mình đang all in vào Shanh. Nhưng mà chưa có nhiều tài nguyên để nâng cấp cho em nó lên 10 sao. Đấy, Karasu thì ở bên hệ thường thì chắc chắn là sẽ dễ kiếm hơn. Đặc biệt là ngày mai mình vẫn chiêu mộ hệ nhanh nhẹn nữa. Thì khả năng cao vẫn phải để Karasu ở đây rồi. Còn Zephyr, còn Bartolomeo Wano thì cũng không bỏ đi được. Còn mỗi Kozuki Hiyori thôi. Hoặc là mình sẽ bỏ Acerberus ra. Tạm thời là bỏ ra thôi, bởi vì là Acerberus của mình mới có 9 sao. Thì sẽ rất khó để có thể là đú được với những cái bạn mà E1, E2, E3, thậm chí là E5. Thì nếu như mà có được vị tướng Perona, Lady Perona này, và nâng cấp được lên ngon lành cái nào hơn 10 sao E1, E2, E3 các kiểu, thì chắc chắn là mình sẽ thay thế rồi. Hợp lý luôn anh em ạ. Nhụt chí giảm 75% tốc độ. Tốc độ hồi nộ nữa cơ. Ôi, khó chịu thế nhở. Bây giờ một con tướng mạnh nhất là cái khả năng hồi nộ, đánh bằng chiêu cuối ulti, thế mà bây giờ lại giảm đi cái hồi nộ đấy, thì có phải là ối dồi ôi quá không? Trời ơi đất hỡi thực sự. Lại còn hiệu quả ẩn thân nữa, ngoại trừ sát thương đơn mục tiêu à? Thế thì sẽ khắc chế, đúng là khắc chế vào những vị tướng mà đánh đa mục tiêu này. Hiệu quả này vô hiệu nếu bản thân là người còn sống duy nhất hoặc toàn bộ các tướng có cùng trạng thái này. Ok. Đầu mỗi hiệp xóa từ 1 đến 2 ứng bất tử ngẫu nhiên toàn phe địch. Thật nhờ. Sau đấy tăng 35% chí mạng. Ôi, tăng chí mạng xong lại kết hợp cùng cả 500% công của tướng công cao nhất phe địch. Ôi, nộ một phát tim địch bay màu luôn, mặc dù là tướng hỗ trợ nhưng cực kỳ khủng khiếp. Ôi, được đấy anh em ạ. Đó, thì mình thấy em tướng Perona này nó sẽ rất là khỏe nha anh em. Nên là anh em nào mà đang tích lũy tài nguyên thì nhớ xả vào ngày mai để có thể là kiếm cái vị tướng Perona đấy cho nó ngon lành cành đào anh em nhá. Ủa, sao có cái sự kiện khuyến mại gì bây giờ mình mới để ý nhở? Halloween à? Ôi, nhưng mà phải nạp. Thôi, chịu.
Để mình xem, bởi vì series này mình đã hứa anh em là cái chay các kiểu rồi mà. Rồi, shop cỏ bún lá này, cũng căng đấy nhở, mình cũng hết dần những cái tài nguyên liên quan đến trong shop trong sủng rồi. Nhưng mà không sao nhá, ngày mai thì có cái gì thì mình sẽ xả all in cái đấy nhá. Ok, hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai. Chúng ta sẽ cùng chiêu mộ em Lady Perona về để cùng nhau test sức mạnh cũng như là test tỷ lệ ở trong cái phần chiêu mộ này. Nhầm, chiêu mộ thùng bia nó sẽ ra làm sao anh em nhá. Và nếu như anh em mà đam mê mô hình One Piece thì nhân tiện đang ra mắt cái vị tướng Perona này, thì anh em ghé vào trong phần Shopee ấy, giỏ hàng ở ngay dưới phần mô tả, không phải phần mô tả mà góc dưới bên trái của video luôn anh em, là anh em có thể click vào ấy xem qua một số mô hình Lady Perona ấy. Nếu như mà thích thì có thể là mang về decor ở trên bàn học hoặc là trong phòng của mình cho nó chất chơi người rơi anh em nhá, rất chỉ là đẹp đấy. Ok, công dân xin chào và hẹn gặp lại anh em, bye bye.